Xin chào các bạn, mình là Đoàn Đại Chí. Hiện nay mình tiếp tục hành trình khám phá 1.000 hòn đảo ở Việt Nam nhé các bạn. Hiện nay thì mình đang đi trên một trong những cái con đường nằm trong rừng nguyên sinh nhé các bạn. Nằm trong rừng nguyên sinh của xã Mã Đà, ở huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai nhé các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến khám phá một trong những hòn đảo rất là đặc biệt. Mà hòn đảo này thì là một trong những hòn đảo linh thiêng lắm nhé các bạn nhé. Đấy là đảo Hai Cô, tên là đảo Hai Cô nhé các bạn. Đảo Hai Cô nằm giữa lòng hồ Trị An nhé các bạn. Thì hiện nay thì đường đi đến đảo Hai Cô là mình phải đi qua cái con đường này nhé các bạn. Từ cái đường nhựa xuyên qua rừng ven hồ Trị An á, mình đi qua con đường đất đỏ này để mình để tới cái khu vực một cái ấp, gọi là ấp, không phải là ấp nhé các bạn, nó chỉ là một tổ dân cư thôi, là Trảng B nhé các bạn nhé. Đi men theo con đường này khoảng độ 5-7 cây ấy, đến khu dân cư Trảng B. Cái khu Trảng B này chắc nó khoảng độ mấy chục người thôi, 3-40 hộ dân ấy. Thì đến khu Trảng B, thì sẽ có người đưa mọi người đi nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình đang đi trên con đường đất đỏ, là mình chuẩn bị đến khu Trảng B rồi nhé các bạn. Ở ngay ngoài đầu cái khi rẽ vào ấy, là nó có cái biển ghi chữ Trảng B rất là to và màu xanh nhé các bạn. Mọi người nhìn thấy thì rẽ phải vào nhé. Từ trung tâm Mã Đà đi đến cái khu Trảng B này thì có khoảng độ, tức là đến cái biển chỉ dẫn Trảng B ấy, là khoảng độ 5 cây số. Còn từ cái biển chỉ dẫn vào cái khu dân cư Trảng B cũng khoảng 5 cây số nữa nhé các bạn. Đường thì rất là mát mẻ và đẹp nhé các bạn. Đường đất đỏ, mùa mưa đi thì khó khăn, nhưng mà mùa khô này mình đang đi thì đi xe máy thì rất đẹp, và đi ô tô cũng được nhé các bạn. Hôm nay thì có hai người sẽ chở mình đi ra ngoài đảo Hai Cô. Đấy là hai cậu em này cũng còn khá nhỏ này, 17-18 tuổi này, người dân ở Trảng B nhé các bạn. Bây giờ thì chuẩn bị là đang nổ máy ghe để chuẩn bị đi mấy anh em đi nhé các bạn nhé. Thì bây giờ bắt đầu đi đảo ra đảo Hai Cô này. Từ cái khu dân cư Trảng B đi ra đảo Hai Cô á, thì là khoảng độ cây mấy, 2 cây số thôi các bạn nhé. Tại vì là nó cũng hồ Trị An là nó cũng không có rộng như biển á, nhưng mà những cái hòn đảo ở đây thì người ta vẫn gọi là đảo nha các bạn. Tại vì hôm trước mình có là một cái đảo khác là đảo Năm Bầu á, thì nhiều người thắc mắc rằng là vì sao là ở giữa hồ thì gọi là đảo. Cái này thì mình cũng không biết nữa, nhưng mà các văn bản hành chính, rồi báo đài hay là xã phường ở đây người ta đều gọi là đảo hết, thì mình cũng gọi là đảo thôi. Cái đấy thì mình cũng, vì nó nằm giữa một biển nước như vậy thì mình nghĩ là đảo cũng hợp lý, chứ không có gì là thắc mắc lắm mọi người nhé. Ghe nó để lâu á, mấy anh em để lâu nên là hơi có nhiều nước, nên là tát ra không có, là máy nó phục nước lên đấy các bạn. Mấy em chạy ghe hơi là gấp này, ghe nhỏ nhưng mà chạy nó như cano các bạn nhé. Nhưng mà ở hồ Trị An thì nó sóng nó êm nên là chạy rất là an tâm nhé các bạn. Nhìn xa là đã thấy đảo Hai Cô rồi. Thực ra vì nó chỉ độ 1-2 cây số thôi nha, mà hôm nay trời nó nắng nóng rất là đẹp nên là nhìn cũng thấy xa được rồi nhé các bạn nhé. Đảo Hai Cô thì vì nó nằm giữa lòng hồ Trị An nên nó có nhiều cách đi, nhưng mà từ Trảng B thì chắc chắn chỉ có một đường này đi thôi. Các cái nơi khác mọi người nếu mà có ghe có đò thì vẫn có thể đi được, vẫn có thể đi từ Mã Đà hay là đi được đâu, nhưng mà nó xa hơn rất nhiều nhé. Từ khu vực Trảng B đi nên là gần nhất nhé các bạn. Mình xin giới thiệu thêm một chút, đảo Hai Cô là do ở đây từng có hai cô gái nhá, bị chết ở đây các bạn nhé. Hai cô tức là hai cô trinh nữ đều là chị em cả, nó có 16-17 tuổi không ạ, rất là tội nghiệp. Và hai cô chết 20 năm rồi. Hiện nay trên đảo thì có một cái miếu rất là linh và để thờ hai cô nhé các bạn. Đảo này cũng như các cái đảo khác ở Trị An là đều có chủ rồi nhé các bạn nhé, nhưng mà không biết là chủ họ có đặt tên khác hay không, nhưng mà ở đây dân địa phương thì là đều gọi là đảo Hai Cô cả nhé các bạn. Trên này có cái miếu nha, hai cậu em vừa mới giới thiệu như vậy. Thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị lên trên đảo và mình sẽ phỏng vấn trực tiếp hai cậu em này, người dân địa phương, để mọi người biết thêm về cái nguồn gốc của hai cô với, cũng như là hai cô ấy vì sao mất như các bạn nhé. Nếu các bạn theo dõi thì nhớ ủng hộ và đăng ký dù mình để mình tiếp tục hành trình khám phá 1.000 hòn đảo ở Việt Nam mình nhé các bạn nhé. Đấy, đảo Hai Cô đã hiện ra trước mắt rồi nhé các bạn nhé. Mọi người nhớ đăng ký ủng hộ dù mình nha, để mình có thêm động lực tiếp tục khám phá những cái hòn đảo đặc biệt và những hòn đảo xa xôi của đất nước nha các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình chuẩn bị lên trên đảo Hai Cô, đảo ngay ở trước mặt mình rồi nha các bạn. Đấy, nhưng mà ghe là chuẩn bị tắt máy để nó thả trôi vào đảo nha các bạn nhé. Nhìn từ xa thì đảo rất là đẹp, xanh mát nha các bạn. Bây giờ mình chuẩn bị cập vào trên đảo Hai Cô nhé các bạn.
và mình sẽ khám phá một trong những hòn đảo cực kỳ là đặc biệt, rất là đẹp và yên bình, nhưng mà ở đây thì từng gây ra một cái chết rất là đau thương của hai cô gái trẻ nhé các bạn, nên là người dân đặt tên luôn là đảo Hai Cô này. Ồ, trên này có rất là nhiều cây thanh bình lắm mọi người nhé. Bây giờ bắt đầu mình lên đảo Hai Cô này. Ồ, trên này có cả cây điều luôn nhá mọi người nhé. Ủa, phơi đồ trên này kìa. Ủa, cây điều quá trời trái luôn mọi người nhé. Cái mộ Hai Cô ở chỗ nào? Đi dòng. Mình đi dòng ha. Ồ, có cây điều gì mà dễ nó ghê quá ha. À, cây này chắc cũng phải cả mấy chục năm. À, đây là miếu Hai Cô ở đây nhé các bạn. Nơi đây là nơi Hai Cô này, cô mất lâu chưa nhỉ? Mấy chục năm em? Hai mấy năm rồi, hơn hai mươi mấy năm rồi. Mình chỉ quay xa xa thôi nhé mọi người nhé. À, mình vô thắp nhang một xíu ha. Đợi mình vô thắp nhang. Tên của hai cái người mất này mình có biết không em? Ánh Hồng, Ánh Nguyệt luôn. Tức là người ở địa phương đây hả em? Vậy hả? Thế xong rồi chôn ở đây luôn hay chôn ở đâu em? À, đúng rồi, đây xong rồi nên lập đền thờ đúng không? À. Đây, có cái đền thờ ở đây nhé mọi người nhé. Bây giờ mình đi một vòng quanh quanh đảo. Ủa, đảo này bây giờ là có chủ không em ha? Đảo có chủ. À, chủ người ta mua ở đây rồi đúng không? Yeah. À. Mình đi tiếp tục đi một vòng quanh đảo nhé mọi người nhé. Đảo Hai Cô nó khá nhỏ, mình nghĩ đi một vòng quanh nó chỉ mấy trăm mét là hết thôi. Nhưng mà khung cảnh rất là đẹp và yên bình, nhưng mà rất buồn là nơi đây từng gây ra cái chết của hai cô gái như các bạn nhé. À, bên này có cả ghe thuyền, có người ở luôn rồi, chắc là có người ở. Nước rất là đẹp nha mọi người. À, đây là đảo Hai Cô này. Wow, có người cắm trại, có một nhóm ở luôn đó các bạn nhé, họ đi ghe xuống này. À, rất là đẹp. Có nhóm họ đang ăn nhậu ở đây nha các bạn. Mình sẽ đi bằng phía bên này để mọi người khám phá đảo Hai Cô nhé. Khám phá phía đằng này. Đằng kia có người á, người ta đang ở, anh đi phía đằng này một xíu thôi. Cây này có phải cây điều đúng không? Có cây điều mà ở đây người ta bỏ hoang luôn hả? Thì mình đi phía cái này đạo nhé mọi người. Mặc dù là nơi đây từng gây ra cái chết của hai cô gái trẻ rất là thương tâm, nhưng mà hiện nay đảo đã có người mua rồi các bạn nhé. Có chủ sở hữu riêng rồi. Tất cả những cái đảo ở khu vực đảo Phó Đồng Trường này đều có người mua hết rồi nhé các bạn. Tại vì vừa xong mình ở kia chú nói là đây là người ta cứ mua đi bán lại rất là nhiều các bạn. Nên là tên đảo nó thay đổi liên tục. Cứ mỗi người ta mua người ta đặt một tên khác, và nên là cái việc mình quay và giới thiệu đảo cũng như là đặt tên đảo thì là rất là khó. Ở chỗ này khó đi quá mọi người ơi, rất là khó nha các bạn nhé. Tại vì là người ta cứ mua đi bán lại, rồi người ta đặt tên đảo khác, rồi người ta đặt tên là đảo tiếng Anh, tiếng nước ngoài nên là rất là khó biết, nên là nhiều lúc dân địa phương người ta cũng không nhớ hết tên đảo cho mọi người nhé, vì là nó cứ thay đổi mỗi lần mua đi bán lại. Khi mà chủ người ta thấy có lời á, thì nó như là các cái đất là nơi khác thôi. Khi mà có lời thì người ta lại bán cho chủ khác. Hiện nay là ở trên này, khu vực đảo ở trên Trị An này là đang mua bán rất nhộn nhịp, toàn dân Sài Gòn nên mua nhá. Vừa xong chú Dũng cũng nói toàn dân Sài Gòn người ta nên người ta mua không à. Giá rất là cao, tại mua làm kinh doanh du lịch các bạn nhé. Mình đi sang phía này để khám phá đảo Hai Cô xem có gì nữa các bạn nhé. Nếu mọi người có dịp mà đến đảo Hai Cô thì mình nói đường đi này. Đảo Hai Cô là đi cũng
khá là dễ thôi các bạn, không có cái gì cả. Mình đi chỗ này hơi khó đi. Mình đi từ Sài Gòn, mình khi mình đi lên trên Mã Đà nha các bạn nhé. Đi lên phía Mã Đà các bạn chỉ cần nhìn thấy chữ Trảng B, nhớ nhé, Trảng B nhé các bạn. Đi thẳng cái đường Mã Đà qua cổng rừng Mã Đà khoảng mấy cây số là thấy chữ Trảng B. Khi thấy chữ Trảng B thì mình rẽ vào đấy, một con đường đất đỏ rất là đẹp. Đi đường đất đỏ nhé các bạn. Đi vào Trảng B từ cái từ đường nhựa mà đi vào Trảng B đấy khoảng độ tầm 5 cây số nữa. Trảng B nó không phải là một ấp, nó chỉ là một tổ dân cư thôi các bạn nhé. Tổ dân cư của ấp 2 của xã Mã Đà nhé. Đi vào đấy thì mọi người đi ghe sẽ ra được cái đảo Hai Cô này nhé mọi người nhé. Nay thì khung cảnh rất yên bình và rất nhiều cuối tuần thì người ta hay đến người ta chơi. Đảo Hai Cô rất nhiều người đến chơi ấy. Vì nó yên bình, nó linh thiêng, với lại chủ người ta mua nhưng người ta không có làm gì á, người ta không có chưa có kinh doanh gì hết á, nên là đến đây được tự do nhé. Đó là lý do mà rất là nhiều người đến à. Hồi đấy lật ghe mà Hai Cô ấy chết em, hai người tự đi hay chỉ có hai người trên ghe hay là sao? Có bốn người. Bốn người mà hai người chết. Hai ghe. À. Bốn người mà hai người mất luôn. Kiểu sóng vừa hạ vừa lặn. À. Đẩy ra lật. Nào bốn người, hai đấy có phải chị em không mà sao tên giống nhau à? Ồ hai chị em luôn. Hai cô là hai chị em luôn. Hai cô này là hai chị em luôn. Rất là buồn. Tức là nếu mà không nước nó mà rút đi là ở đây là toàn hố bom luôn. À. Toàn hố bom. Còn cái đảo đó là đồi 327. Đồi 327 ạ. Còn nhà đi ai? Còn cái kia là Năm Phát hả em? Cái đảo kia là Năm Phát à? Đảo đó là Năm Phát. Năm Phát là bây giờ người ta đổi thành gì? Ambe đúng không? Anh thấy trên bản đồ là Ambe. À, đảo Năm Phát bây giờ đổi là Ambe. Ủa em ngày xưa là mình nhặt được bom ở đây luôn hả Thành? Dạ. Em nhặt được bom ở đây luôn hả? Dạ, có được. Hả? Được. Nhặt mảnh bom luôn. Nửa cái vỏ bom B52. Ủa, nửa vỏ bom B52 luôn. Ở chỗ nào? Đâu? Gần đảo nào? Gần trong này. À, gần trong này đúng không?